chuyên gia Nga nói thật về cuộc chiến tranh Việt Nam. Xét tổng thể, nếu tính từ góc độ những hệ quả địa chiến lược và tầm ảnh hưởng đối với nghệ thuật quân sự, thì cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ đứng sau hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20. Lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh mang tính chất thời đại. Chính cuộc chiến tranh này là một cái mốc đánh dấu giai đoạn chuyển từ các cuộc chiến tranh cổ điển quy mô lớn sang một hình thái chiến tranh hoàn toàn mới. Đây thực sự là một cuộc chiến tranh 4 trong 1, cuộc chiến tranh công nghệ cao đầu tiên trong lịch sử, bộ đội phòng không Bắc Việt chống lại không quân Mỹ, cuộc chiến tranh nổi dậy, du kích Việt Cộng trên lãnh thổ Nam Việt Nam chống quân Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng một số đồng minh. Cuộc chiến tranh cổ điển, quân chính quy Bắc Việt Nam chống quân chính quy Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một cuộc chiến tranh thông tin quy mô lớn. Đối với nhiều chuyên gia quân sự thì trong cuộc chiến tranh du kích, câu hỏi ai thắng ai đang còn là một vấn đề cần tranh luận. Trong các cuộc chiến tranh công nghệ cao và chiến tranh cổ điển thì có thể nói hai bên ở vào thế ngang ngửa, giằng co chiến lược, có nghĩa là không bên nào có thể hạ đao ván đối phương. Tất nhiên, Mỹ đã có thể sử dụng bom nguyên tử, nhưng hiểu rằng điều đó là không cần thiết vì rất nhiều lý do. Nhưng trong cuộc chiến tranh thông tin thì Bắc Việt Nam đã chiến thắng một cách xuất sắc. Có lẽ chiến thắng trong cuộc chiến tranh thông tin đã giúp những người Cộng sản Việt Nam giành chiến thắng trọn vẹn trong cả cuộc chiến tranh nói chung. Các phân đội Bắc Việt đã xâm nhập Nam Việt Nam từ giữa năm 1959. Đến cuối năm sau, ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập và ngay sau đó, mặt trận này đã thành lập quân đội riêng của mình. Để đối phó, đến mùa xuân năm 1961, những phân đội quân chính quy Mỹ đã được đưa tới miền Nam Việt Nam để tăng cường cho các cố vấn quân sự Mỹ đã có mặt tại Nam Việt Nam đến thời điểm đó. Bắt đầu một cuộc leo thang chiến tranh cổ điển, tức là từ xung đột quy mô nhỏ biến thành một cuộc chiến tranh nổi dậy quy mô lớn trên lãnh thổ Nam Việt Nam. Những người Cộng sản cả Bắc và Nam Việt Nam chiến đấu chống lại quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Việc leo thang chiến tranh sang lãnh thổ Bắc Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi vì nếu không chia cắt được cắt đứt chi viện Nam Việt Nam với Bắc Việt Nam, thì Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa không thể nào chiến thắng được du kích Nam Việt Nam. Và thời điểm đó đã đến, ngày 2 tháng 8 năm 1964, một sự kiện nổi tiếng với tên gọi Sự kiện Vịnh Bắc Bộ đã xảy ra. Các tàu phóng lôi Bắc Việt Nam tấn công các tàu khu trục Mỹ. Rất có thể là đã không hề xảy ra một cuộc tấn công nào trên thực tế, chỉ đơn giản là vì hai bên đã không thể không đánh nhau được nữa. Cho đến thời điểm xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, du kích miền Nam đã kiểm soát 2/3 lãnh thổ và dân chúng Nam Việt Nam. Nói chung, người Mỹ chỉ hạn chế ở việc sử dụng các đòn tấn công Bắc Việt Nam từ trên không. Quả thực, dùng từ hạn chế ở đây cũng không ổn lắm. Thực sự là đã không có bất kỳ một hạn chế nào, dĩ nhiên ngoại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Việt Nam đã phải hứng chịu một khối lượng bom nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào trong toàn bộ cuộc chiến tranh, 7,5 triệu tấn. Tất nhiên, về phía mình, không quân Mỹ cũng phải gánh những tổn thất không hề nhỏ một chút nào. Cũng như không ai giấu giếm sự tham gia của các quân nhân chúng ta, Liên Xô, trong các hoạt động tác chiến tại Việt Nam. Nhưng không phải của các phi công mà là của các chiến sĩ tên lửa. Khác với pháo cao xạ MIG, người Việt Nam nắm bắt việc sử dụng tên lửa khó khăn hơn. Chính vì vậy mà ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, chính các chiến sĩ tên lửa Liên Xô đã sử dụng F-75. Những quả tên lửa F-75 đầu tiên được phóng trên lãnh thổ Việt Nam là vào ngày 25 tháng 7 năm 1965. Các tổ hợp tên lửa của Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 236, quân khu phòng không Moscow đang có mặt tại Việt Nam đã bắn hạ 3 chiếc F-4 con ma. Không quân Mỹ có vinh dự là lực lượng không quân đầu tiên trên thế giới đối đầu với các đợt tấn công bằng tên lửa phòng không ồ ạt. Cho đến tận ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, phải nói rằng trên thực tế đã diễn ra một cuộc chiến thực sự giữa các bộ não của các trung tâm nghiên cứu khoa học và các phòng thiết kế Xô Viết và Mỹ. Chính họ, các nhà khoa học và thiết kế là người góp phần quyết định ai mạnh hơn, không quân hay bộ đội tên lửa phòng không. Hiệu quả tác chiến rất cao thời kỳ đầu, tức là số lượng tên lửa phải sử dụng để tiêu diệt một máy bay của S-75 đã giảm xuống nhiều lần do Mỹ sử dụng phương tiện tác chiến điện tử.
tên lửa chống radar và các chiến thuật mới. Mặc dù vậy, người Mỹ vẫn không thể nào giải quyết được vấn đề các tổ hợp tên lửa phòng không. Đến nay, phía Mỹ đã chính thức thừa nhận tổn thất của Mỹ từ S-75. Sau đây, lần lượt xếp theo các kiểu máy bay như sau. 15 máy bay ném bom chiến lược B-52, 2 hoặc 3 máy bay ném bom chiến thuật F-111, 32 máy bay tiêm kích F-4, 8 F-105, 1 F-104, 11 F-8, 4 máy bay trinh sát RB-66, 5 RF-101, 1 O-2, 26 máy bay cường kích A-4, 9 A-6, 18 A-7, 3 A-3, 3 A-1, 1 AC-130, 1 máy bay vận tải C-123, 1 máy bay lên thẳng CH-53. Thiệt hại trên thực tế chắc chắn phải cao gấp nhiều lần số lượng tối đa máy bay Mỹ bị các tổ hợp tên lửa phòng không bắn rơi lên tới là 1.770 chiếc. Nhưng bây giờ thì đã rất khó xác định và cũng không nhất thiết phải làm thế. Tổng cộng từ năm 1965 đến năm 1972, Liên Xô đã cung cấp cho Việt Nam 95 tiểu đoàn S-75 và 7.658 quả tên lửa phòng không. Đến cuối chiến tranh, đã có 6.806 quả đạn đã sử dụng và bị mất trên lãnh thổ Trung Quốc. Lực lượng còn sẵn sàng chiến đấu đến thời điểm kết thúc chiến tranh 43 tiểu đoàn. Ngoài ra, vào giai đoạn cuối chiến tranh chống không quân Mỹ, tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Stryla 2 cũng được bắt đầu sử dụng. Từ đầu năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, các chiến sĩ Cộng sản Việt Nam đã dùng Stryla 2 bắn hạ 29 máy bay Mỹ, 1 F-4, 7 O-1, 3 O-2, 4 OV-10, 9 A-1, 4 A-37 và 14 máy bay lên thẳng, 1 CH-47, 4 AH-1, 9 UH-1. Ngoài các chiến sĩ tên lửa phòng không Liên Xô, đặc nhiệm Gru cũng tham gia chiến đấu tại Việt Nam, tuy không được công bố công khai nhưng cũng không ai giấu giếm thái quá. Ví dụ tháng 5 năm 1968, một nhóm đặc nhiệm Gru gồm 9 người đã tấn công một căn cứ bí mật của Mỹ trên lãnh thổ Campuchia có biệt danh Flying John, được sử dụng để tung các nhóm gián điệp biệt kích vào Bắc Việt Nam và cứu các phi công của các máy bay Mỹ bị bắn hạ. Trong căn cứ này có gần 20 máy bay lên thẳng, trong đó có 4 chiếc máy bay lên thẳng tấn công mới nhất thời kỳ đó là Super Cobra. Tuy bị hy sinh 3 người, nhưng đặc nhiệm Gru đã đưa được một chiếc Super Cobra về Bắc Việt Nam, phá hủy hoặc phá hỏng những chiếc còn lại, giết và làm bị thương 15 quân nhân Mỹ. Còn bao nhiêu chiến dịch như vậy rất khó xác định. Con số tổn thất trong tác chiến của các lực lượng vũ trang Liên Xô trên lãnh thổ Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 7 năm 1965 đến cuối năm 1974 được công nhận chính thức là 13 người. Nhưng tất nhiên, chính người Việt Nam mới là người giành chiến thắng trong chiến tranh. Giai đoạn bước ngoặt của cuộc chiến có lẽ là năm 1968. Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta mới ngộ ra rằng những hình ảnh trên truyền hình về chiến tranh có khi còn quan trọng hơn cả chính chiến tranh. Ngày 30 tháng 1 năm 1968, 84.000 du kích Nam Việt Nam và các chiến sĩ Bắc Việt đã bắt đầu cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, công kích mãnh liệt 36 trong 43 tỉnh lỵ Nam Việt Nam. Các chiến sĩ Cộng sản đã chiếm cố đô Huế, những trận chiến ác liệt diễn ra ngay trên các đường phố Sài Gòn. Toàn nước Mỹ được tận mắt chứng kiến hình ảnh này trên màn hình TV ngay trong nhà của mình. Và đến lúc này thì không ai và không cái gì có thể thuyết phục được người dân Mỹ nữa. Mọi công dân Mỹ đã hiểu rằng người Mỹ đã thua và cần phải nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến. Đến đầu năm 1968 thì lực lượng của quân đội Mỹ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Úc, quân đội Nam Hàn đang có tại Nam Việt Nam là 17 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn lính thủy đánh bộ, 2 sư đoàn kỵ binh đường không, tổng cộng 1,4 triệu tay súng, trong đó có hơn nửa triệu quân Mỹ, chính xác hơn là 550.000, 500 xe tăng, 4.500 khẩu pháo, 4.100 máy bay và máy bay lên thẳng. Chiến dịch Mậu Thân này đã làm suy yếu rất mạnh tiềm lực tác chiến của những người Cộng sản. Nhưng bản thân một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy vào các đô thị lớn cũng làm cho tâm lý, tinh thần của người Mỹ suy sụp không kém. Không những thế, một nhóm đại đội binh sĩ Mỹ của sư đoàn bộ binh số 23 dưới sự chỉ huy của Trung úy Calais đã thảm sát dân thường tại làng Mỹ Lai, Sơn Mỹ, nổi tiếng toàn thế giới với cái tên này. Quân nhân Mỹ đã sát hại toàn những người dân thường vô tội. Các quân nhân của quân đội chính quy không có kinh nghiệm tác chiến chống du kích, hơn nữa là chống lại một đối phương cực kỳ thông minh và cũng cực kỳ cứng rắn như những người du kích Cộng sản Việt Nam.
Họ chiến đấu trong những điều kiện tự nhiên, khí hậu địa hình quen thuộc của họ nhưng lại hoàn toàn xa lạ đối với quân Mỹ. Vụ thảm sát Sơn Mỹ đã tạo ra những sự thay đổi lớn trong các lực lượng vũ trang Mỹ. Lầu Năm Góc buộc phải ra một sắc lệnh yêu cầu các quân nhân Mỹ phải tuyệt đối tuân thủ các chuẩn mực của luật chiến tranh. Nhưng điều đó đã quá muộn, uy tín của quân đội Mỹ đã sụp đổ trong con mắt của toàn thế giới và ngay chính cả trong nhân dân Mỹ. Nhưng vấn đề chính của người Mỹ lúc này không chỉ còn là sự xâm nhập của lính Bắc Việt vào miền Nam mà còn là sự tha hóa ngay từ bên trong. Cũng chỉ trong năm 1969, 37 sĩ quan và hạ sĩ quan Mỹ đã bị chính các binh sĩ dưới quyền bắn chết. Trước đây, trong quân đội Mỹ chưa từng có trường hợp nào như vậy. Còn ngay trong lòng Đông Mỹ thì hiện tượng lính quân dịch đào ngũ và các hoạt động phản chiến của nhân dân Mỹ đã trở thành một phong trào không thể nào ngăn chặn được. Cuộc chiến tranh thông tin đã thất bại hoàn toàn đối với chính quyền Mỹ và chính vì thế mà những thắng lợi quân sự trong năm 1969 đã không có một chút ý nghĩa nào. Chính quyền Mỹ nhận thức được rằng trong một đất nước dân chủ thì không thể sử dụng một đội quân nghĩa vụ để tiến hành một cuộc chiến tranh mà dư luận xã hội không thể chấp nhận. Đây là lý do vì sao mà ngay sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, chính quyền Mỹ đã bãi bỏ chế độ quân dịch và xây dựng quân đội chuyên nghiệp. Những thử nghiệm trong hơn 50 năm qua cho thấy, ví dụ gần đây nhất là Iraq và Pakistan là một quân đội đánh thuê không thể tiến hành chiến tranh nếu như không được dư luận xã hội của nước mình chấp nhận. Có nghĩa là nếu như một đất nước nào đó có dân chủ thì đất nước đó chỉ có thể tiến hành một kiểu chiến tranh duy nhất, đó là một cuộc chiến tranh phòng thủ chính nghĩa hoặc là không có một cuộc chiến tranh nào. Nếu như chính phủ muốn tiến hành một cuộc chiến tranh kiểu khác thì họ buộc phải lựa chọn giữa chiến tranh hoặc dân chủ hoặc là phải học được cách đánh nhau mà không có tổn thất. Trong các năm 1970-1971, người Mỹ đã tiến hành các đợt đột kích sang lãnh thổ Lào và Campuchia nhằm cắt đứt tuyến chi viện từ Bắc và Nam. Cuộc tấn công vào Campuchia mang lại một số kết quả hạn chế, nhưng vụ can thiệp vào Lào đã thất bại thảm hại. Sau các sự kiện đó, Hà Nội quyết định là phải giải quyết dứt điểm vấn đề. Ngày 31 tháng 3 năm 1972, một đội quân Bắc Việt Nam quân số không ít hơn 40.000 người và 400 xe tăng thiết giáp đã tấn công Nam Việt Nam. Đây thực sự là một cuộc chiến tranh cổ điển điển hình giữa các quân đội chính quy. Sau nhiều trận giao tranh ác liệt, lực lượng Cộng sản đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc Nam Việt Nam nhưng cũng chịu tổn thất nặng. Đến nỗi mà thời điểm mà Hà Nội lên kế hoạch tổng tiến công được xác định là vào tận năm 1976, tức 4 năm sau đó. Nhưng trên thực tế, những người Cộng sản Việt Nam đã đạt được những điều mình muốn. Mỹ buộc phải quyết định rút hoàn toàn lính Mỹ ra khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi rút người, Mỹ cũng đã đóng sập cửa rất mạnh bằng cách tiến hành một đợt không kích ồ ạt chống lại Bắc Việt Nam, chiến dịch Linh Bắc Cơ 2 và tự tuyên bố là đã chiến thắng để giữ thể diện. Trong chiến dịch này, Mỹ đã ném xuống Bắc Việt Nam gần 50.000 tấn bom, phá hủy 1.600 công trình. Nhưng cũng trong chiến dịch này, không quân Việt Nam tuy mất 3 chiếc MiG-21 nhưng đã hạ 2 chiếc B-52, 4 chiếc F-4, 1 chiếc RA-5C. Các tổ hợp tên lửa phòng không S-75 đã bắn hạ theo các số liệu khác nhau là từ 15 đến 32 B-52, 2 F-111, 2 F-4, trong khi chịu tổn thất là một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-75. Có lẽ vì thế mà cái gọi chiến thắng mà Mỹ tự nhận trong chiến dịch này hoàn toàn không thuyết phục một chút nào. Đầu năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh này, Mỹ đã phải trả giá bằng 58.169 binh sĩ và sĩ quan thiệt mạng hoặc mất tích, hơn 200 xe tăng, 3.700 máy bay, 4.800 máy bay lên thẳng, hàng trăm tỷ đô la cuốn theo chiều gió và một cú sốc tâm lý cực mạnh. Người Mỹ rút đi nhưng để lại cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa một khối lượng vũ khí khổng lồ. Quân đội Nam Việt Nam về mặt hình thức đã là một trong những quân đội mạnh nhất trên thế giới. Nếu tính về số lượng máy bay chiến đấu thì quân đội này đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau quân đội Mỹ và quân đội Liên Xô và hơn quân đội Bắc Việt Nam nhiều lần nếu tính về quân số và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nhưng điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Số phận chính quyền Nam Việt Nam đã được định đoạt và có lẽ những người cầm quyền ở Sài Gòn có khi còn hiểu rõ hơn là ở Hà Nội. Những người cầm quyền ở Sài Gòn hiểu rằng người Mỹ sẽ không bao giờ quay trở lại và chỉ còn chờ ngày kết thúc. Yếu tố tâm lý tỏ ra quan trọng hơn nhiều so với số lượng và chất lượng vũ khí. Nhờ có các căn cứ ở Lào và Campuchia mà quân Bắc Việt có thể tấn công lãnh thổ Nam Việt Nam đồng thời trên toàn bộ tuyến biên giới với hai nước này.
Tháng 3 năm 1975, sau khi quân Bắc Việt tấn công Tây Nguyên, Sài Gòn cho rằng đây là một cuộc tổng tấn công nhằm chia cắt Nam Việt Nam thành hai phần. Vì thế, họ đã tập trung lực lượng quanh thủ đô, Sài Gòn, gần như tự nguyện nhường toàn bộ phía Bắc cho lực lượng Cộng sản. Nhưng bất hạnh là ở chỗ, chính khu vực phía Bắc lại là nơi tập trung những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Sài Gòn. Cuộc di tản các lực lượng này đã nhanh chóng biến thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Nắm được thời cơ, Hà Nội không còn một chút do dự gì nữa. Tất cả các mặt trận đồng loạt tấn công, và lúc này thì không ai và không cái gì có thể ngăn cản nổi. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã. Đúng 11 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ có ngôi sao vàng được kéo lên trên đỉnh nóc Dinh Tổng thống ở Sài Gòn. Xét tổng thể, nếu tính từ góc độ những hệ quả địa chiến lược và tầm ảnh hưởng đối với nghệ thuật quân sự, thì cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ đứng sau hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, thì hình thái chiến tranh cổ điển này càng lùi sâu vào quá khứ. Thay thế hình thái chiến tranh này là cuộc chiến tranh công nghệ cao và phương án đáp trả phi đối xứng đối với nó là các cuộc chiến tranh nổi dậy, du kích, khủng bố. Ngoài ra, chiến tranh thông tin ngày càng có ý nghĩa quan trọng, đôi khi còn thay thế hoàn toàn các hình thái chiến tranh khác. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!